Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu 25 tỉnh, thành phố và 10 bộ ngành tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ trên địa bàn, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả, theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó đặc biệt lưu ý công tác truyền thông, đảm bảo mọi người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, nắm được thông tin về nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, tổ chức kiểm soát, hướng dẫn giao thông trong thời gian xảy ra mưa lũ, nhất là việc đi lại qua ngầm tràn, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, khu vực ngập sâu.